Dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan tạo nên sự khác biệt. Công ty D1 chúng tôi chuyên sản xuất với lại nhà máy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Canada. Thì ở Nhật Bản là mình sản xuất cái dòng Fucodon, là cái loại dược thảo D-Roll này. Fucodon thì trên thị trường quý vị nghe rất là nhiều và nó có nhiều công dụng tốt. Nhưng cái loại Fucodon tên là D-Roll của công ty Tâm Đoan, thì Tâm Đoan sẽ nói ngay lập tức là đây rõ ràng luôn, có bằng chứng hẳn hòi là đã giúp cho bệnh nhân mà bị ung thư mà bị phản ứng với lại cái thuốc chemo vượt qua ung thư, và bây giờ là không còn mầm mống ung thư luôn, bây giờ là khỏe hoàn toàn, là lấy là một cái sức khỏe mới như là một con người mới luôn nha quý vị, mà không cần phải bị ung thư mới uống nha quý vị. Cái này nó sẽ mang lại cái sức đề kháng, nó sinh sản tế bào mới, sinh sản bạch huyết cầu để mà chống lại bệnh tật cho mình, có nghĩa là ngăn bệnh phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tế bào mới có nghĩa là mình sẽ thấy mình mọc tóc nè, mình da mình đẹp ra, nói chung là mình sẽ thấy một cái con người mới hoàn toàn. Quý vị sẽ thấy sự khác biệt trong sức khỏe của mình. Cái lọ này cái giá trị của nó $380 nha quý vị. Cái chị Royal này rất là nhanh. Mới lúc đầu khám bác sĩ nó là phải 6 lần chemo, nhưng mà mới 3 lần là bác sĩ test scan đó là chị cancer free. Wow, quý vị nghe không? 6 lần nhưng mà là mới có 3 lần. 7 tháng là chị hết ung thư. Wow, chị nói về cái vấn đề bị phản ứng với cái thuốc thải độc của chemo cho mọi người nghe. Nó làm chị lột da làm sao đó chị? Cháy hết người chị, cháy cả mắt chị luôn chị. Chút xíu là chị bị mù mắt rồi đó. Wow. Cháy lỗ mũi, cháy miệng, 2 tháng chị không ăn được gì. Rồi cháy lỗ tai, nói chung là cháy hết người, nằm trong UCI 28 ngày. Ok, và sau đó bắt đầu mà lúc mà chị uống lại cái D-Royal này đó, thì bao nhiêu lâu bắt đầu chị thấy da chị nó liền lại và bắt đầu cơ thể nó bình phục đặng mà vô lại thuốc chemo? Nó bình phục nhanh lắm Tâm Đoan. 5 ngày thôi. Wow. Mỗi ngày da nó rớt ra, anh Hùng phải đi phủi giường quét, nhân viên y tá phải vô quét, nó rớt tới đâu nó lành tới đó nha, chứ không hề lỡ lối nha Tâm Đoan. Wow, có nghĩa rằng là 5 ngày sau khi bắt đầu chị uống cái này là cho dù da nó lỡ loét nhưng mà da mới nó mọc lại liên tục và nó liền liền lại liền ngay trước mắt luôn. Nó liền ở phía dưới cái phỏng đó, rồi xong mình lột cái da là da liền luôn. Không có bị chảy nước, chị giống là trong đầu chị nghĩ là chết rồi, nó mà không bị, không bị lỡ, đau đớn lắm. Dạ dạ. Nó sẽ chảy nước nhưng mà không dạ. Có. Chị đó. Rất là ngạc nhiên, kinh khủng luôn á. Rồi đó rõ ràng là một cái sự thay da đó quý vị thấy. Đó là tái tạo tế bào mới đó quý vị. Mình cứ nghe cái từ tái tạo rồi sinh sản tế bào, nhưng mà nó hình thức như thế nào là rõ ràng như chị Hương vừa mới tả đó. Quý vị coi những cái hình của chị, nó lột nát da mặt và da miệng. Nhưng mà là khi mà uống cái dược thảo này vô, dược thảo này nha quý vị, của công ty Tâm Đoan sản xuất, thì là da chị bắt đầu liền là liền, thấy rõ luôn. Liền rất nhanh. Dạ. Rồi xong rồi chị xuất viện, xong rồi chị đi chemo lần thứ hai. Lúc mà trong chemo trong bệnh viện đó là chị uống luôn 2 viên D-Royal. Ừ. D-1. Về nhà không ở nhà Tâm Đoan, đứng lên nấu ăn khủng khiếp luôn. Dạ, lúc đó gọi phone nói chuyện với em 45 phút đồng hồ nha quý vị. Mà cái case của chị rất là nặng nha quý vị. Tại vì trong bao nhiêu triệu người đó mới là bị một cái case mà bị phản ứng với cái thuốc thải độc chemo như vậy. Cho nên là thực sự mà phải nói rằng là D-Royal dược thảo này đã giúp chị Hương có một cái sức đề kháng rất là tốt, mà nó bắt nhịp kịp cái cơ thể để mà đẩy lùi cái tế bào ung thư và vượt qua ung thư, đúng không chị ạ? Đúng rồi Tâm Đoan, mà quan trọng là giờ tóc chị mà da bây giờ cũng đẹp hơn luôn, căng bóng luôn Tâm Đoan. Ồ, quý vị biết không, chị Hương, cái trường hợp của chị là thập tử nhất sinh rồi, và nó là một cái gọi là nhân chứng sống, cho nên chị sẵn sàng chia sẻ bất cứ lúc nào để cho khách hàng tự động nhìn thấy và nói chuyện, chia sẻ và chúc mừng chị luôn, chứ cũng không cần đến mà em phải nói. Cảm ơn chị Hương nha. Đi rồi giờ sức bột rất là tốt. Chị bị xuyển 2 năm nay, uống cái này 2 tuần là đã thấy có hiệu quả rồi, giảm 60% trở lên, chị ngủ rất là ngon. À rồi ông xã của chị thì lại là thấy giảm đau nhức rất là nhiều. Nói chung là từ ngày chị uống sản phẩm của bên Tâm Đoan là chị khỏe, cái phần xỉn là một cái chân tay của chị không có đau nữa. Ồ. Mà giờ chị đi cầu thang là tỉnh bơ luôn. Chị uống khoảng được 6 tháng mà chị đi một lèo lên luôn, chị không có cần dịch mà không có nghỉ ngơi nha. Dược thảo hoàng gia D-Roll Support được sản xuất với quy trình chế biến đặc biệt giúp giữ lại toàn bộ dinh dưỡng cũng như dược lý vốn có. Nhờ vậy trong thời gian sớm nhất, D-Roll Support đã liên tục mang lại những hiệu quả tuyệt vời phòng chống bá bệnh cho mọi người và mọi gia đình. Hãy thay đổi cuộc sống cho chính mình. D1 will make the difference. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Sự ra mặt thần thánh của công ty Tâm Đoan, công thức độc quyền sản xuất từ Hàn Quốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty từ năm 2016, quý vị đã thấy cái sự ra mặt này rồi và quý vị rất là mê. Kể cả những người không dùng thương hiệu Tâm Đoan vẫn phải xài cho bằng được cái sự ra mặt này. Như quý vị cũng biết là công ty Tâm Đoan đã 8 năm nay trên thị trường và đây là cái sản phẩm đầu tiên mà về kho luôn. Đợt hàng mới này là đang còn bỏ thêm những cái dưỡng chất cập nhật
mới toanh của công nghệ mỹ phẩm Hàn Quốc vô nữa. Nguyên một tiếp to đùng luôn nè quý vị, 150ml. Nó vừa sáng da, vừa xe khít lỗ chân lông, vừa mịn da, không khô, không rát, không rít. Đẩy nhẹ tế bào chết một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cần tẩy. Thực sự một tiếp như vậy mình xài mỗi ngày, sáng, chiều, tối luôn nha quý vị. Mà 6 tháng có khi có người xài 9 tháng, 1 năm mới hết. Bây giờ thích cái chai sữa rửa mặt của Tâm Đoan lắm. Thấy bị có mụn hột hột, có dưới cổ luôn, dưới càng luôn. Sạch hết, tự động nó tan biến hết luôn. Wow. Bằng phẳng, không có một cái hột gì nữa luôn. Con có xài sữa rửa mặt và xà bông cục của cô, và trong vòng 3 ngày mụn của con đã hết và da con đã mịn hơn. Deluxe and Dazzle Serum, cặp sóng thần cho mọi làn da. D1 by Tâm Đoan, made in Korea, không chất bảo quản, an toàn và thích hợp cho mọi lứa tuổi và làn da. Hãy bắt đầu một ngày mới với một làn da rạng ngời, tươi sáng, đầy tự tin. Confident Reborn Skin, D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời.